kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ này để theo dõi chương trình Khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Khởi động ngày mới hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 8 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cán bộ y tế, các y bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC trên toàn quốc có thể tiếp cận gói tín dụng ưu đãi lãi suất quy mô đến 25.000 tỷ đồng. Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến giao thông trên địa bàn Phong Thổ, Sìn Hồ, Tân Uyên. Ngành giáo dục và đào tạo huyện Phong Thổ đang tích cực chọn sách giáo khoa, đảm bảo về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên sẵn sàng năm học mới. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong Khởi động ngày mới hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch 2413 triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 sẽ có ít nhất 1.000 người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh hàng năm được tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phấn đấu phát triển từ 1 đến 2 tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tới địa bàn cấp huyện. Bảo đảm 90% các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tại các tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Trong đó, tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công đạt trên 80% vụ việc được tiếp nhận. Thành lập tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thực hiện ít nhất 1 hoạt động khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ để thông tin, cảnh báo cho người tiêu dùng. Cán bộ y tế, các y bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC trên toàn quốc có thể tiếp cận gói tín dụng ưu đãi lãi suất quy mô đến 25.000 tỷ đồng là gói hỗ trợ cho vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV triển khai từ nay đến hết năm sau nhằm chia lửa với ngành y. Gói vay dành ưu đãi lãi suất thấp hơn lãi suất tiết kiệm chỉ từ 1% một năm cho các khoản tiêu dùng như mua xe, mua đồ đạc. Riêng với vay mua nhà, kể cả những người đang có khoản vay hay vay mua mới đều được tiếp cận. Tổng chi phí hỗ trợ tối đa lên tới 1.670 tỷ đồng. Để góp phần đảm bảo an toàn cho các cán bộ y tế tại tuyến đầu chống dịch, BIDV cũng tài trợ 100.000 bộ trang phục phòng chống dịch COVID-19 cho các bệnh viện, cơ sở y tế tại các tỉnh, địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội và các địa bàn đang có số ca lây nhiễm phát sinh tăng. Tổng kinh phí ủng hộ trực tiếp của BIDV trong 7 tháng đầu năm là hơn 200 tỷ đồng. 16 tổ chức tín dụng đã thống nhất cam kết các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế với nguồn từ số lợi nhuận cắt giảm, ước tính sơ bộ vào khoảng 20.300 tỷ đồng từ nay cho đến cuối năm. Riêng 4 ngân hàng thương mại nhà nước lớn là Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, ngoài gói hỗ trợ chung còn cam kết thêm khoảng 1.000 tỷ đồng hỗ trợ giảm lãi suất cho các doanh nghiệp người dân ở các địa phương gặp khó khăn, nhất là dịch COVID-19 và phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16. Ngoài ra, nhiều ngân hàng cũng đã triển khai miễn phí 100% các loại phí dịch vụ ngân hàng cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Ngân hàng Nhà nước sẽ giám sát việc giảm lãi suất của các ngân hàng từ tiến độ đến số lượng giải ngân. Các ngân hàng cũng sẽ phải thường xuyên báo cáo kết quả triển khai các biện pháp hỗ trợ như cam kết để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Theo Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19, tính đến nay, quỹ đã tiếp nhận trên 8.460 tỷ đồng, đã bao gồm ngoại tệ quy đổi. Số tiền đã chuyển vào quỹ kể trên do gần 510.700 tổ chức cá nhân tham gia đóng góp. Bên cạnh việc tiếp nhận ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19, Bộ Tài chính đã nhanh chóng ban hành thông tư số 41/2021 hướng dẫn về tổ chức hoạt động quản lý sử dụng và kế toán quyết toán công khai tài chính quỹ, bảo đảm công khai minh bạch và hiệu quả. Để quản lý chặt chẽ, hiệu quả số tiền ủng hộ, số dư tiền chuyển vào quỹ ở các ngân hàng thương mại đến cuối ngày được chuyển hết về Sở Giao dịch, Kho bạc Nhà nước và chuyển tiếp ngay về Ngân hàng Nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay chỉ còn khoảng gần một tháng nữa thôi là sẽ bắt đầu năm học mới 2021-2022. Để chuẩn bị cho các điều kiện năm học mới này, thì ngay từ đầu tháng 7, ngành giáo dục và đào tạo huyện Phong Thổ đã tích cực triển khai thực hiện các bước lựa chọn sách giáo khoa, đảm bảo về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Malifor, những ngày này, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đang tất bật dọn dẹp vệ sinh trường lớp học, khuôn viên nhà trường, đảm bảo cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường cho năm học mới.
Được biết, năm học này, nhà trường dự kiến có 293 học sinh tại 8 lớp học. Đối với năm học này thì nhà trường đã chuẩn bị về nhân lực vật lực cơ bản là đảm bảo. Trước hết là về nhân lực thì nhà trường đã cơ bản là ổn định, đảm bảo về số lượng cán bộ, giáo viên và nhân viên với 24 đồng chí. Và trong đó thì 100% giáo viên đã được tham gia tập huấn các lớp bồi dưỡng, các mô đun bồi dưỡng về chương trình giáo dục phổ thông mới, đảm bảo công tác dạy và học của năm học tới. Năm học 2021-2022, toàn huyện Phong Thổ có 48 trường, 907 lớp với gần 24.000 học sinh. Đến nay, công tác chuẩn bị cho năm học mới được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Thổ chuẩn bị chú đáo. Từ việc tăng cường tập huấn cho giáo viên về chương trình giáo dục phổ thông mới, ra soát, sắp xếp lại các điểm trường để tập trung cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học. Cùng với đó là việc thực hiện đổi mới về chuyên môn. Theo đó, hiện nay, 100% giáo viên đã hoàn thành tập huấn mô đun 3. Qua rà soát, nắm lại thì đối với cơ sở vật chất, các phòng học này và bàn ghế học sinh thì đã đảm bảo đủ. Đối với tiểu học thì đảm bảo đủ học 2 buổi trên ngày. Còn đối với thiết bị thì dạy học ấy, thì đối với lớp 1 ấy, thì sách giáo khoa lớp 1 và thiết bị lớp 1 thì năm học 2020-2021 thì được sở giáo dục cấp và trang bị thì cơ bản đủ và dùng lại cho năm nay. Còn đối với thiết bị lớp 2, lớp 6 thì năm nay thì nguồn của huyện cũng đã bố trí gần 4 tỷ đồng để thực hiện cái mua sắm trang thiết bị dạy học đối với lớp 2 và lớp 6. Còn đối với sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 thì năm nay chủ trương là sẽ thực hiện cái xã hội hóa. Thì nắm bắt được cái chủ trương này thì phòng giáo dục cũng đã triển khai đến các đơn vị trường, và các đơn vị trường đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ban hành các văn bản và trực tiếp chính quyền địa phương chỉ đạo các đơn vị trường, trưởng các thôn bản tuyên truyền đến phụ huynh học sinh để thực hiện cái xã hội hóa lớp 2 và lớp 6. Tuy còn đứng trước nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, về đội ngũ giáo viên, song trước yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, ngành giáo dục huyện Phong Thổ sẽ tích cực thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo sự chuyển biến về chất lượng và gặt hái được những thành công trong năm học mới. Từ đêm mùng 10 đến sáng ngày 11 tháng 8, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa từ 30 đến 50 mm trên 24 giờ, có nơi gần 100 mm. Mưa lớn đã làm sạt lở ta luy dương tại km 11+100 quốc lộ 12, chia cắt giao thông từ trung tâm huyện Phong Thổ với cửa khẩu Ma Lưu Thàng. Sạt lở ta luy dương tại km 35+150 địa phận bản Xéo Lành 2, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu và km 29+380 ở bản Tà Ganh, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ thuộc đường tỉnh 129 gây ách tắc giao thông. Ngoài ra tại km 113+050 đường tỉnh 133 từ huyện Tân Nguyên đi huyện Sìn Hồ, Lai Châu thuộc địa phận bản Xéo Lành 1, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ cũng xảy ra sạt lở khó khăn cho người tham gia giao thông. Ngay sau khi xuất hiện sạt lở, Sở đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tập trung phương tiện, máy móc, nhân lực để khắc phục. Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Lai Châu cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa rất to ở các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Nguyên. Với việc mưa kéo dài nhiều ngày qua, nước đã ngấm no trong đất, rất dễ xảy ra các hiện tượng sạt lở, đá rơi trên các tuyến đường giao thông. Vì vậy, người và phương tiện tham gia giao thông cần hết sức cảnh giác, quan sát kỹ các hiện tượng biến động lạ về địa chất, cây cối trên đường khi di chuyển. Trong năm học 2020-2021, công tác bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên được ngành giáo dục và đào tạo huyện Tam Đường quan tâm chú trọng, có lộ trình. Tiếp tục tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu của các đơn vị. Tính đến thời điểm hiện tại, theo luật giáo dục năm 2019, tỷ lệ cán bộ quản lý giáo viên đạt chuẩn trở lên huyện Tam Đường đạt tỷ lệ gần 60%.
thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo theo luật giáo dục 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường ra soát, đăng ký nhu cầu, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn theo quy định. Hiện nay toàn tỉnh có gần 121.000 thanh niên, trong đó có gần 36.000 đoàn viên, trên 51.200 hội viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 72,2%, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2020. Các cấp bộ đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trên các lĩnh vực, đối tượng theo hướng vừa phát huy hiệu quả các tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, vừa phát huy vai trò nòng cốt của đoàn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia vào các hoạt động do đoàn hội tổ chức. Những năm vừa qua, trên địa bàn thị trấn huyện Tân Uyên đã xuất hiện một số mô hình phát triển kinh tế đa dạng, hiệu quả và nhiều tấm gương nông dân năng động, dám nghĩ dám làm, cần cù sáng tạo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương bằng đôi tay khối óc của mình. Anh Trịnh Công Lý, hội viên Hội Nông dân thị trấn Tân Uyên là một trong những người như thế. Từ khi lập gia đình đến nay, vợ chồng anh Trịnh Công Lý không rời bỏ nghề nông. Với ý tưởng muốn thoát khó khăn, theo anh Lý, không có cách nào khác là phải đổi mới phương cách làm ăn, không thể độc canh cây lúa mà phải thâm canh kết hợp giữa chăn nuôi và trồng trọt những cây con phù hợp với điều kiện đất đai thổ nhưỡng của địa phương. Năm 2011, gia đình anh đã nhận gần 2 hectare đất đồi để khai hoang trồng chè. Sau gần 6 năm, diện tích chè của gia đình anh đã cho thu hoạch và dần ổn định cuộc sống. Năm 2017, với nguồn vốn tích góp được cộng với nguồn vốn của Hội Nông dân, gia đình anh đã quyết định đầu tư vào chăn nuôi lợn với quy mô lớn, nuôi dúi, bán giống và thương phẩm. Ban đầu, gia đình chỉ nuôi 6 con lợn với 5 cặp dúi làm giống. Thấy có hiệu quả kinh tế, vì vậy anh đã tập trung vào nhân đàn để mở rộng quy mô chăn nuôi sản xuất. Đến nay, gia đình anh nuôi mỗi năm 2 lứa lợn, mỗi lứa nuôi trên 20 con. Hàng trăm con dúi làm giống, thương phẩm và gần 2 hecta chè cho thu hoạch thường xuyên. Ngoài ra, anh còn đào ao thả cá, trồng cây ăn quả tăng thêm thu nhập cho gia đình. Với hướng đi trong phát triển kinh tế phù hợp, mô hình của gia đình anh Lý mỗi năm trừ chi phí cho thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng. Nhà tôi có làm 2 hecta, gần 2 hecta chè và ngoài ra thì chăn nuôi thêm dúi và lợn. Cho mỗi năm là khoảng trừ chi phí đi còn khoảng 250 đến gần 300 triệu thì chúng tôi cũng thể làm thêm để cho gia đình phát triển thêm. Với việc phát triển đa dạng các loại hình sản xuất trồng trọt và chăn nuôi, từ một hộ khó khăn, kinh tế gia đình anh giờ đã có của ăn của để. Bản thân anh là một tấm gương sáng về nghị lực vượt khó vươn lên, xứng đáng để các hội viên nông dân học tập và noi theo. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, anh Lý còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, ủng hộ, giúp đỡ các hội viên để các hội viên từng bước thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Đồng chí Trịnh Công Lý là hội viên tổ dân phố 1. Đồng chí gia đình đồng chí trồng cây chè, phát triển kinh tế gia đình và ngoài ra đồng chí Lý còn phát triển thêm đàn lợn và nuôi dúi. Hiện nay tổng gia đình lợn nuôi dúi và lợn là tổng hợp các chăn nuôi như cho thu nhập cho gia đình ổn định. Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên vận động gia đình và bà con trong tổ dân phố, gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Từ một hộ gia đình khó khăn, nay gia đình anh đã trở thành hộ khá, giàu. Anh nhiều năm liền đạt danh hiệu Hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của thị trấn, góp phần xây dựng thị trấn Tân Uyên ngày càng phát triển giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay toàn tỉnh đã có hơn 32.000 liều vaccine được tiêm trên toàn tỉnh. Để thực hiện tốt kế hoạch tiêm chủng, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng được chú trọng. Theo đó, nền tảng quản lý tiêm chủng được triển khai đã góp phần hỗ trợ công tác quản lý, giám sát và điều hành chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 được hiệu quả hơn. Phản ánh sau cụ thể nội dung. Tổ thông tin xử lý số liệu của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh được thành lập với 9 thành viên. Hàng ngày, tổ thông tin thực hiện nhiệm vụ xác minh thông tin, nhập danh sách đối tượng tiêm chủng tại điểm tiêm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh lên phần mềm hồ sơ sức khỏe. Đồng thời, tổ chức xử lý thông tin, xuất các loại báo cáo cung cấp cho Sở Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.
Tiêm chủng điện tử này, nếu như người dân thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn của cán bộ y tế thì rất thuận lợi cho cán bộ y tế trong quá trình nhập dữ liệu. Dữ liệu của người dân sẽ có trong kho dữ liệu chung của hệ thống tiêm chủng. Lúc đó thì mà khi thực hiện các bước lập kế hoạch thì chỉ việc lấy từ dữ liệu tiêm chủng ra để mà thực hiện các bước lập kế hoạch và gửi giấy mời đến cho người dân khi thực hiện tiêm chủng. Đó là cái thuận lợi. Còn nếu sau khi tiêm chủng mà đã thực hiện đầy đủ 4 bước tiêm chủng gồm tiếp đón, tư vấn, khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm và giả soát sau tiêm thì cái việc cấp giấy chứng nhận nó sẽ rất là thuận lợi vì thông tin người dân nó sẽ thống nhất đi từ đầu đến cuối. Và thứ hai là sẽ hạn chế được cái việc sai sót trong quá trình cấp giấy chứng nhận. Tính đến nay, tổng số liều vaccine COVID-19 đã tiêm toàn tỉnh đạt hơn 32.000 liều. Trong đó, số người được tiêm mũi 1 là 25.000 người, tiêm đủ 2 mũi là 3.500 người. Tất cả thông tin về tiêm chủng đều được cập nhật lên hệ thống hồ sơ sức khỏe. Người dân sau khi được tiêm chủng có thể tra cứu thông tin về lịch sử, kết quả tiêm của bản thân thông qua ứng dụng sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19. Bên cạnh đó, việc quản lý đối tượng tiêm, nền tảng quản lý tiêm chủng còn giúp ngành y tế quản lý các cơ sở tiêm chủng và việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và phân bổ vaccine. Qua đó, giúp triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm chủng lần thứ 3 trên địa bàn tỉnh. Thì cho thấy cái thứ nhất là cái phần mềm nó có một số các cái ưu điểm để chúng ta thực hiện ấy, đó là cái cổng thông tin điện tử này giúp cho mọi người dân có thể truy cập vào nó để đánh giá được cái việc là chúng ta đã được tiêm chủng chưa. Thứ hai là có thể là trong cái quá trình tiêm ấy, chúng ta có thể đăng ký các cái cơ sở tiêm, cái sự lựa chọn đấy là cũng được phép. Cái thứ ba ấy là cái vấn đề mà chúng ta cũng công khai được cái việc đó là cái số lượng cũng như là đối tượng hay là cái sự gọi là tiếp nhận phân bổ vaccine công khai. Có thể nói rằng là cái phần mềm cũng giúp cho cái hệ thống quản lý về tiêm chủng thì từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và đến tận tuyến cơ sở và quản lý được từng đối tượng hay là từng cơ sở tiêm. Qua triển khai thực tế cho thấy, với ngành y tế, nền tảng quản lý tiêm chủng đảm bảo mục tiêu kép, vừa triển khai tiêm chủng nhanh và rộng nhưng vẫn đảm bảo an toàn, hiệu quả, minh bạch, hỗ trợ cho công tác quản lý, giám sát và nghiên cứu. Với nền tảng này, người dân doanh nghiệp thực hiện đăng ký tiêm, theo dõi các thông tin về tiêm chủng và tra cứu chứng nhận tiêm chủng COVID-19 qua cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 và ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên thiết bị di động. Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó nhóm nguy cơ cao là những người có chỉ số oxy trong máu, có ký hiệu là SpO2 ở mức là dưới 92. Tập thể dục, thể thao thường xuyên là biện pháp hiệu quả để tăng cường cơ tim và phổi, giúp cải thiện lượng oxy trong máu, đồng thời có tác dụng nâng cao thể trạng, tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, qua đó giảm thiểu nguy cơ khi bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Việc truyền thông nâng cao nhận thức và động viên hướng dẫn người dân tập luyện thể dục thể thao trong bối cảnh dịch bệnh là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh việc đẩy mạnh sáng tác tuyên truyền, cổ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xây dựng hướng dẫn các bài tập thể dục tại nhà, khu cách ly và nơi làm việc nhằm vận động khuyến khích nhân dân tích cực tập luyện hàng ngày để nâng cao sức khỏe phòng chống dịch bệnh. Tùy theo không gian điều kiện của mỗi gia đình, tùy theo lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, mỗi người dân hãy chọn cho mình môn thể thao, hình thức tập luyện phù hợp tại nhà như môn yoga, thể dục tay không, thể dục aerobic, khiêu vũ thể thao, các môn võ thuật, thể dục dưỡng sinh, nhảy dây tại chỗ, chạy nâng cao đùi, chạy trên máy tập, tập tạ và tập với dụng cụ đơn giản, xa đơn, chống đẩy, gập cơ bụng hoặc thực hiện giúp tăng cường sự dẻo dai linh hoạt của các cơ bắp, xương khớp, khả năng thăng bằng của cơ thể. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kêu gọi mỗi người dân, mỗi thành viên trong các gia đình hãy lựa chọn cho mình môn thể thao thích hợp để hưởng ứng phong trào khỏe để chiến thắng đại dịch. Và các bài tập này, Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu cũng sẽ đăng tải trên các nền tảng YouTube và trang fanpage của đài. Mong quý vị và các bạn cùng theo dõi. Và tới đây thì khởi động ngày mới của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Xin kính chào tạm biệt.